hay phải không? Quá hay không các bạn, các bạn ơi. Vì đi vô nghề luôn rồi đúng không? Ủng hộ hết mình phải không? Chịu view, chịu view. À, đáng lẽ Hồng Loan sẽ đáp ứng lại, nhưng mà vì sáng giờ Hồng Loan cũng cúng rồi, cũng này nọ, sức khỏe cũng không được tốt lắm, cho nên thông cảm dùm. Sẽ có một ngày Hồng Loan sẽ ca 10 bài luôn. Thôi thì cảm ơn sự yêu thương của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân với người em gái của mình. Bình tĩnh ơi, bình tĩnh. Em đâu rồi, nãy giờ em đâu rồi, chuẩn bị lên phục vụ bà con cô bác em ơi. Dạ. Dạ, má nói lại con nghe. Ráng anh em nghệ sĩ gì thích để giúp đỡ Hồng Loan, thấy hồn Hồng Loan một câu thấy tổng quá đi. Dạ, à, nói anh em nghệ sĩ giúp đỡ Hồng Loan, thấy Hồng Loan một cô tội quá đi. Thì cuộc sống này ai mà thấy những người mồ côi là rất là thương, là rất là xúc động. Thôi thì cảm ơn thay mặt gia đình của Hồng Loan, cảm ơn má rất nhiều, cảm ơn những khán giả thân thương ở đây rất nhiều. Bây giờ cũng có một nghệ sĩ cũng rất là dễ thương và được sự lời mời của Hồng Loan đến đây. Đó là một cháu tham nhạc cho nam nghệ sĩ Nguyễn Kha. Nói đầu tiên, Nguyễn Kha xin phép gửi đến cô chú, các anh chị và các bạn như các em với lời chào thân thương và kính trọng nhất. Giờ hôm nay là Nguyễn Kha lên trước hết là viếng mộ anh Năm Vũ Linh. Tại vì Nguyễn Kha cũng từng đi hát chung với anh Năm là cũng hết 5 năm trời, cho nên anh em rất là thấm thiết. Và hôm nay cũng lên thắp hương cũng như là khấn nguyện cho gia đình, cũng tất cả như quý khách ở đây từ nhiều nơi trở về đây được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, hạnh phúc bên những người thân yêu nhất của mình. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Nguyễn Kha thì không có bài hát về mùa du lan nhiều, mặc dù trên YouTube là rất là nhiều nhưng mà không có thuộc. Cho phép Nguyễn Kha xin hát hai câu buồn cổ đi. Lớp chích đoạn ngắn trong vở cải lương, Chiếc bóng và nỗi quan tình, mời vị cùng thưởng thức. Đàn anh sàn xê với 5-6 son thôi nha. Thì hôm nay tất cả cô chú anh chị rất là đông luôn ha, tất cả cô chú chị ha. Đây là nơi nhà chợ ha, nghỉ mát nghỉ ngơi tất cả cô chú anh chị ha, cô chú anh chị ra đây ngồi ha. Tất cả cô chú anh chị ai mà mặc cái áo tím đó bên fan của cậu Năm Vũ Linh đó, ekip đó, tất cả cô chú anh chị ha. Quá hôm nay ra đông quá, đông cả nhà ghê luôn á, quá trời đông luôn, đông quá ông chịu không nổi, ông chạy ra quán cà phê ông ngồi mãi rồi nè. Trời ơi, sao ảnh đi anh hú em trời, để em ra em đồng hành luôn mới được. Em ở đây em quay cũng phải đi ra quay ảnh uống cà phê. Còn
còn những thùng nước này thì tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng có ly và nước để phục vụ tất cả cô chú anh chị khi mà đến viếng mộ của cậu Nam Vũ Linh trong bất cứ giờ giấc nào ha, thậm chí có cả dù luôn á cả nhà ha. Thì hôm nay quá trời đông luôn đi ha, tại vì hôm nay là ngày đặc biệt, cái thứ nhất là ngày đại lễ Vu Lan vào rằm tháng 7 ha, âm lịch 14 của mình. Cái thứ hai nữa là hôm nay là tượng xiếc ở tượng sáp của cậu Nam Vũ Linh, chân chỉ buộc một ngày, hôm nay là 3 giờ chiều hôm nay là sẽ có nhận quà, phát quà từ thiện từ của chị Hồng Loan ha. Đó cả nhà, thì lúc nào cũng có nước để phục vụ tất cả của chú chị ha. Đây là chị Loan, thì dạo này chị cũng bận công việc á, chị cũng không có lên mộ của cậu Nậm thường nữa. Thì hôm nay là tại vì ngày đại lễ Vu Lan thì khách đông thì chị lên chị phụ. Thì em cũng sẽ quay cận cảnh xong rồi em cũng sẽ kết thúc clip tại mộ của cậu Nam Vũ Linh cho tất cả cô chú anh chị xem ha. Đó cả nhà thấy không, tượng sáp của cậu Nam rất là đẹp luôn ha. Thì trong nhân dịp cái mùa Vu Lan báo hiếu vào tháng 7 âm lịch, hôm nay là ngày 14, em cũng kính chúc tất cả cô chú anh chị trong nước và ngoài nước luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn mạnh khỏe cả mọi năm luôn ha, tất cả cô chú anh chị ha, chứ không phải là riêng vào tháng 7 đâu nha. Rồi em xin kết thúc clip nha, hẹn cô chú đến video clip tiếp theo của em ha.